hạ thiên na, cung tuy họ trần con bãi đảo cung thỉnh bầu Phật thanh đại đạo. Vân công chúa sẽ loạn không về, vẫn các tôn quê phố dày, vẫn các tôn quê những thiên bản mẫu nhà lên cải trần. Còn cách thanh tinh anh dòng một ngày thanh tân đi mười năm định xa một nhật mà xương tùy định nhật trí kỳ thiên na định nhật trí na kỳ năm 21 tuổi kiếp về thiên. Thành ra hồi cung để nhị địa tiên cung thịnh mà mời mong để nhị địa tiên nên vốn xưa hiển thành trên đền là đông quang nhan sắc khác thường mình giống nhan sắc khác thường mà sáng xanh đôi một ta huy vương mà khuất kỳ xuống đôi ngang nghe là nơi phố cát đã dựng một màu gió mát chẳng mà thanh bát cảnh danh danh trăng in na bát cảnh dành dành lâu thần há sắc thị thành côn gió lỗ ngưng xa nhìn áp dưới đông ngân sư Phật ngài ngồi tập sau bán kỳ sư biết thương vân thanh nghĩ thương vân sư Phật nhẹ tan thân nam mô hương vân an bồ đạt ma pháp nam mô hương vân an bồ đạt ma pháp nam mô hương vân an bồ đạt quang dòng nhan thập kỳ hiệu quang minh chiếu từ trung vô ngã kim minh lê kim phụng hoàng thần tân thành chúa tiên trung vương ngã la thập là âm từ bi mẫn súng sinh phố ngã kim định lê khai quan tập ở giữa quang minh tỏa chiếu từ trung thạch giá cùng thỉnh mời đề tam số tiên xích lân lòng nữ mong đền là thoại cúng trách thảo mai gian lòng giáo dở cha đồ thi làm cớ theo an sau nữ bắt tiếp đi đầy kinh xuyên sau nữ bắt na đây ở chốn sơn lâm mà sao đây chúa từ buổi dãi dầu sương tiết phóng nhiệt hát thiều nắng sớm mưa chiều thần thơ nắng sớm mưa chiều tiếng chim khắc khoải như kêu bạch ra cùng mang đầu sảy ngồi đông cuồng nghe thỉnh mời tiên chúng đông cuồng
trên đông cuồng sương rơi thì tách mà thiên gió rừng rào rạt năm cánh dế kêu đồi núi vắng tanh đến thời phong nguyệt phổ biến gió thu dịu dần tiếng chuông thiền nhật hà sinh niềm đan nhớ xưa tình cũ suốt lạc sâu tùy tổ xuống đồng cuồng công nghi chúa we
Nhật đứng thời loạn xa từ chung thì bao lạc tam cầu
sống thao sông cả sống bờ sông dâu, khắp đâu đâu nước xanh thần nữ từ lên chiều uống dư còn dành thơm đàm bắc trung kỳ a i a a. Đức danh đều biết xuống thượng bàn lập liệt thần ngày có phép
một chiến nhang Long Thành, dâng một chiến nhang tấu về thoại phố, dâng dâng các tòa thiên đình địa phủ Diêm La. Tống về tỷ phủ mỹ vua cha động đầy bốn dòng lá dưới thoại cung. Khai quang dòng nhang thập cờ diều quang minh chiếu từ sung lá tích tăng cung xạ kỳ phụng hoàng lớn gần đánh chúa tiên trùng vương. Dâng điểm dâng lên kim ngân sơ lên dâng lên vâng quan tống đối chúa tên rõ ràng đồ cho đệ tử bình an. Phùng tịch như lai điểm khai khai thần nhân chiếu quang minh nhị nhị định thành cái cầu cầu tông tiết khai túc long cổ mạnh giống nhang tập ở chiều quang minh tỏa chiếu kinh nhân.
giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng. Quân lớn ngài sông pha trăm trận, dạ như không.
vượt sông ngân lượn với sao răng, muôn về tình tú lòng lành đánh chuông cập bên thần thông giữa trời. Mái thuyền an nổi dòng xinh bích, vũ quân treo du lịch bốn hàng có phen tuần tú sông hương trở về tình bắc quê giang sông Lục Đồng.
khai quang giống nhang thấp cờ diều quang minh chiếu từ sông lá tích đăng cúng xa kim cung ngoan lần cần thành xưa tiên dục vương văn sứ dâng lên thường lai văn sứ dâng lên quan tuần tấu đối ngày xếp kiên rõ ràng về cho đi từ trường sinh sứ phú sư quý khang linh thọ trường quý cho sức mạnh khang trường mm
non nước còn ghi. Sử tung hoành lấp liệt tung hoành gương tráng sĩ ngàn năm còn lưu để dấu Trần có về qua bến sông Tranh. Con biết người tráng sĩ chí tài danh quan lớn tuyệt trở xa đi.
tướng bạch hổ lên sầu tường thiên thanh giá hồi cung. Bấy lâu nay ba lắng thiệt thần ai mang sự tích thánh ân tâu bày. Công chúa mới khâm sai lắm sơn, công chúa mới khâm sai phải chắc nghi vương phố ý ai có sắc nghi tặng phòng đi. Thoang thoảng mùi hương gia ngà, thoang thoảng mùi hương vua cha yêu quý quan thường ngợi khen. Thank you.
tuân hương ngự đồng dâng kiếm tuân hương dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng nhan tập cò diều quang minh chiếu ngự dụng là tích đắc cung sang kỳ phùng hoàng lật còn thánh xuống tiên sùng vương ca lăng tập đà âm từ mi mẫn chúng sinh phố đã kim định lễ hai quang tập cò diều quang minh tỏa chiếu từ dùng
họp để đã thằng này bán bắp cho tiền tốt đùa dây vòng lòng cho nó về đây càng nhiều. Bán cho chân có khi sớm phòng thờ 30 mùng 1 14 hôm sau sao con lên họ chặt dụng bằng sáng về đây trên ngàn gió cuốn dùng cây vang vang tiếng hát cùng hòa vang câu ca vang vang tiếng hát từ ngàn xanh về đây. Thấy quyền vương mẫu xa tay cứu đời vốn sinh là đòi giống con rời a y a bấy lâu nay ba lớn hiện thân ai mang sự tích thành ân tâu bày lập sự công chúa không sai lâm sơn công chúa khâm sai phải chăng vương phụ ý ngài tặng phó âu cũng là hỏi đến thiên cung thiên tiên thanh mẫu mà đã phong cho bà mà lòng vẫn muốn vương xa cõi ngoài phòng thương cốt cách ngợn người à nghĩ ai đi bắc lệ bao xa đền thờ châu mẹ thật là tối linh
lẻ đi vào đền thờ châu bé thấp cao tầm tầm ngàn cỏ hoa nghiêng mình dù là bầy chim muông bánh thú quy tô chim ngoài dịu dít
vai vác bầu nước khe. Giật hai sao đầu cài châm diêm, vòng kim cương long lanh lòng tay hay. Hãy
Ông lộc cho
cây xanh đi sầu mặt vòng đa mỏ than trầu thấp cao mấy tầng cành núi rừng đèo heo một gió lâm tuyền hoa quả tốt xa xào xài lang chim kêu vườn hót trên nhà a i a chim hót trên suối reo nước bạc cá vàng trầu đứng đôi bên lân dần phượng múa sắp hai hàng trầu chúa sớm trang khi chơi cùng cấm quạt ngàn chuyện đòi các chúng sơn trang khi chơi cùng cấm quạt ngàn a i a
nón cao ý ngừng. Nón cao công đa xê ta đạt châu lắm bỏ xa xa ven đồ. Tiết mờ mịt sưng dây nát nát chạy đôi nhịp sao sắn nhớ mong có hoa. Tiết tiết trùng trùng có hoa. Tiết tiết trùng trùng đẹp thờ chồng bên trên ngàn có con suy nhỏ bắt.